City Garden đã mở bán 6 căn penthouse cuối cùng trên đỉnh tòa tháp Vermnet và Reason, được đặt tên theo 6 địa danh nổi tiếng trên thế giới là Amalfi, Capri, Monaco, Portofino, Santorini và Siena. Với diện tích trung bình khoảng 320m², mỗi căn có sân vườn hoặc hồ bơi riêng, làm tăng thêm giá trị cho ngôi biệt thự trên cao. 6 căn penthouse này độc đáo, sở hữu tầm nhìn tuyệt vời, không gian sống đáng mơ ước, được thiết kế và trang bị nội thất bởi một đội ngũ kiến trúc sư thiết kế nội thất quốc tế danh tiếng. Sẫm vào thì rộng lớn, mở ra một tầm nhìn thành phố tuyệt đẹp thông qua hệ kính mặt ngoài xuyên suốt từ sàn đến trần. Còn không gian sống thì ngập tràn ánh sáng tự nhiên, phòng khách, khu bếp và phòng ăn là không gian mở liền mạch với những chi tiết tinh tế từ các vật liệu cao cấp như là đá cẩm thạch, gỗ và các vật dụng trang trí được tuyển chọn một cách kỹ lưỡng. Được phát triển bởi chủ đầu tư Rifico, City Garden khi giai đoạn cuối được hoàn thiện, khu vực riêng có 3 hồ bơi cùng dịch vụ bảo vệ 24/24 sẽ bàn giao cho khách hàng từ tháng 8 năm 2018.